Tôi là Hoài Việt, 18 tuổi, khôi ngô, đẹp trai và là một trong những game thủ chính hiệu top 1 quân đoàn Free Fire đó chứ chẳng đùa. Các bạn có muốn biết bí kíp làm sao để chơi giỏi như vậy không? Đó chính là bạn đừng giỏi bất cứ thứ gì khác. Nói huỵch toẹt ra là việc game thì giỏi, còn việc nhà thì ngốc nghếch. Hôm nay đã là 30 Tết, cứ tưởng nó vẫn cứ trôi như bình thường với mấy cái bánh tét, nồi thịt kho hột vịt và nồi vịt kho măng khô của mẹ tôi. Ai ngờ tôi lại thành ra như thế này đây. Không, đây không phải là tôi. Đây, đây mới là tôi nè. Còn người hồi nãy các bạn thấy á, chính là mẹ của tôi đó. U là trời, các bạn đang hoang mang lắm đúng không? Tôi cũng vậy nè, không phải tôi giả lộ đâu nha mấy má. Mà là vì tôi và mẹ của tôi đã bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cùng quay lại đêm qua để biết chuyện gì xảy ra nhé. Lên đi, lên đi, trời ơi, 4 thằng mà sợ 1 thằng là thế nào? Tao bắn nó yêu lắm rồi, lên đi. Đó, đúng rồi, đuổi nó. Headshot. Đó, như vậy thì mới win được. Việt, Việt, ra thắp nhang giùm mẹ đi con. Thắp nhang cái gì hả mẹ? Con đang gánh tim mà. Với cả đói ở, con đâu có biết cúng kiếm cái gì đâu. Con à, nhà chỉ có mỗi mình con là con trai à. Ba đi làm xa chưa về, giờ con không cúng ai cúng đây hả? Nhưng mà con đau lưng quá à, mẹ làm giùm con nha. Nữa, mẹ làm giùm con nha, nha. Cái thằng này thiệt tình à. Con đau lưng á thì con nằm luôn đi, khỏi vậy cũng được. Dạ con à, con đỡ đau lưng rồi. Vậy thì con lên thắp nhang. Dạ. Mẹ bớt giận, để từ từ con nói chuyện với nó nghe mẹ. Suốt ngày cứ game, không có biết đi ra ngoài giao lưu với người ta để mà học hỏi. Nhà này không có ai như bay. Thôi mà mẹ, để con. Việt, Tết nhất nơi rồi, bao nhiêu việc đùm đê đê ở nhà, mẹ còn phải làm nhiều việc nữa. Con phụ mẹ tay nghe. Nghe con. Dạ. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Dạ, mày để con. Dạ không sao đâu. Trời ơi, Lư Hương gia truyền mà cũng dám làm rớt được nữa. Chuyến này á là ông bà về quở cho mà coi. Không biết có phải do cái sự việc hôm qua hay không, nhưng sáng hôm sau chúng tôi đã thành ra như vậy. Bây giờ phải làm thế nào? Mẹ sợ quá à. Thôi bây giờ vậy, mình cứ trốn trong nhà, đợi khi nào mà tráo lại bình thường mình hẳn ra. Mở cửa ra. Làm cái gì trong đó mà không có chịu mở cửa hả? Sợ cái gì? Hằng, ra đây còn đi chợ với mẹ nữa. Nội kêu mẹ kìa, mẹ ra đi. Với bộ dạng này làm sao mà ra được? Hay là con ra đi, giờ con trở thành mẹ rồi đó. Ôi, biết mấy giờ rồi không? Bữa nay con sao vậy? Mẹ kêu hoài mà không có chịu mở cửa. Dạ, con đi lấy cái giỏ. Giỏ đi chợ làm gì có ở trong đây. Đi lẹ lên, bữa nay á chợ Tết nghĩa là chen dữ lắm đó. Đi. Dạ. Gà, quá giờ tao chơi hả? Bất ngờ quá phải không? Cô đang học cách chào hỏi giúp tụi con mà. Vô nhà đi, thằng Việt trong đó đó. Hả? Mình đi nội. Mẹ. Con này bữa nay nó làm sao á ta? Ồ, nay cô Hằng lại vậy ta? Ok đi. Việt ơi! Việt! Mời bạn ăn bánh, uống trà. Hôm nay bạn qua tìm mình có chuyện gì vậy? Hôm nay mày chơi game quá 180 phút hả Việt? Còn mời thằng bánh uống trà nữa chứ. Thì khách đến chơi nhà, mời trà, mời bánh, đâu có gì là sai đâu. À, mày đang tập để một xíu nữa tỏ ra dễ thương với một chút đào đúng không? Nhưng mà một xíu nữa nó mới qua. Với lại nó không có thích mấy cái kiểu ẻo lả giống vậy đâu. Yêu dồn nào cũng khùng khùng điên điên. Thằng Việt thích con chút đào.
Thằng Việt là mày á. Trời, mày nói làm gì mày người khác vậy? Giỡn chơi chút thôi, gì căng vậy? Nhưng mà xíu nữa chút đạo mới qua, không mấy giờ tao với mày vô phòng làm trận đi. Ủa? Vô trận làm gì? Là một trận game. Một trận game. Tao, mày, đàn ông, mày nghĩ làm gì? Đi. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nói vui nào vui như mùa xuân đến. Ủa, hai mẹ con đi chợ Tết hả? Ừ, nhà con sắm sửa Tết đủ chưa? Dạ, năm nay nhà con chuẩn bị xong hết rồi. Năm nay nhà con ăn Tết lớn không? Dạ, có nhiều chơi nhiều à cô ơi, cầu kỳ gì cho nó mệt. Ủa, mạng Việt đâu? Sao nó không đi theo phụ cô? À, bữa nay có bạn nó lên chơi á, nó đâu có đi theo. Ai, thằng nhỏ hả, càng lớn càng giống ba nó, đẹp trai quá trời luôn cô ơi. Chắc cũng bởi nó học ít, chủ yếu thấy nó chơi game không à. Chả bù như Phong Cận nhà con. Trời ơi, 30 Tết rồi nó còn ngồi nó học có chổng kìa. Cấm đầu cấm cổ mà học. Tại nó học trường quốc gia cô ơi, nên hả giờ đâu có thời gian đâu chơi. Con thấy hả, Việt nó có thời gian thoải mái chơi game, con chỉ ước á, nó cũng có thời gian để mà chơi giống vậy. Ai, mà hả nó được mệnh danh á là con nhà người ta của hàng xóm nó gọi vậy không đó cô. Rồi xong. Ê à, quỷ à. Suốt ngày solo tử chiến giờ mày đặt làm màu không mày? Mai không phải là con tao, không tao đánh chết bà mày giờ. Thằng nói gì lại? Mày còn hỏi nữa hả? Im như mẹ. Mày đi vô đây. Mày làm xấu mặt tao hả? Mày vô đây mày biết tay tao. Mày đi vô đây. Mẹ con xin lỗi mà. Đâu đâu đâu. Trời ơi, cái chân lại. Ê. Ê, ê, thinh Việt ơi. Đâu? Việt thinh. Đâu, từ từ. Nhanh lên, tụi nó giết tao. Mày chờ tao xíu thôi, đi chậm thôi. Nhanh lên. Từ từ, chưa thấy đâu hết á. Tao chết rồi. Hả? Tìm bạn đi lụm thính lụm luôn hai cái mạng. Mày chơi kỳ vậy? Thôi, vô làm trận mới đi. Việt ơi, nóc xưởng Việt ơi, ném bom xuống Việt ơi. Đâu, tao có thấy gì đâu. Nhảy. Chỗ nào? Dưới đây có người, dưới đây có người Việt ơi. Xuống cô tao. Mày đi từ từ thôi, tao chưa nhìn thấy vậy, tao với từ từ. Nhanh lên. Từ từ. Tao chết nữa rồi. Nữa hả? Việt ơi, cứu tao. Mày đâu vậy? Việt, nó one shot tao rồi. Từ từ, đi chậm thôi. Tao đang qua nè. Rồi, cứu. Đó, Việt, nói Việt. Nhưng mà tao không có máu. Cứu Việt đâu đi rồi, cứu tao. Không có máu làm sao mà cứu được. Từ từ, rồi nó giết tao luôn rồi. Ê Việt, hôm nay ba trận rồi á. Hoài Việt không kêu. Hôm nay mày bắn sao vậy? Mấy cái game này á, nãy giờ á, tao giỡn chơi thôi, chứ game này dễ mà. Trời dễ mà, mày cứ dễ đi. Mày cứ giỡn đi, xíu một chút đầu mày giỡn y chang vậy nha. Nó cạo đầu mày á. Trời ơi, mày áp lực ghê luôn á. Thôi đi xuống nước rồi. Ê, mày có sao không vậy? Ông sợ. Ngồi lên, ngồi xuống. Trời ơi, mày đi đứng mà không nhìn gì hết trơn á. Không sao, tao không sao. Mày làm gì vậy? Bóp chân đó. Mày tin mai mốt không đi lại được luôn không? Trời bóp chi trời. Mày cứ coi thường đi. Ê, tôi tới rồi nè. Hình như mình tới không đúng lúc cho làm. Thôi xin lỗi nha, hai bạn trẻ cứ tiếp tục nha. Xin lỗi. Ê, chung đầu. Không như bà nghĩ đâu, tôi bị té. Nè, vết còn té. Không sao mà, tụi hai người mà thôi cứ tiếp tục đi, không sao. Đâu, con gái chúng mình á,
À, không, ý tớ là con gái á thì cậu phải nhẹ nhàng, nết na, thùy mị như má tớ đó. Hôm nay uống lộ thuốc à, Việt. Ê Tông, ông có làm gì ổng không vậy? Ê, bậy, tôi không có làm gì nha. Đang chơi game á. Chắc không ta? Chắc. Thôi tào lao thôi à, thôi bỏ qua đi. Tôi nói ngay nè, hôm nay ai thắng trận này, ngày mai tôi lì xì 500 cành. Chơi không? Ê thơm nè, kèo này thơm, chơi chứ trời. Trời vô. Vô game, vô game. Vô đi. Không ngờ đi chợ Tết mà trễ vậy đó. Thôi giờ mẹ con mình vô nấu để cho kịp giờ cúng nha con. Mẹ vô trước thì vô liền. Trời ơi trời. Mới đi chợ thôi á, mệt quá trời quá đất. Trời ơi, chen lớn ớn ăn luôn à. Dạ, chào cô. Cô có sao không? Ui trời ơi, ướt hết cáo nè. Cô bình tĩnh cô, để cô lau cho. Có cần sát quá vậy không? Chết tôi rồi. Hai người làm cái gì vậy? Con có làm gì đâu. Ủa? Ủa là sao? Trời ơi là trời. Đi, nhanh lên, đi. Ủa là sao ta? Chết rồi con ơi, chết rồi. Gì vậy mẹ? Chuyện lớn rồi. Mấy đứa nó dụ mẹ chơi game mà còn đòi đấu với ai đó mà mẹ đâu có biết chơi đâu. Thì đó, nội kêu xuống bếp nấu nướng. Con biết mấy vụ này đâu, không biết sao luôn á. À, hay là bây giờ như vậy đi. Bây giờ cứ 3 phút mẹ với con sẽ xin đi vệ sinh một lần, rồi sau đó hai đứa hoán đổi cho nhau. Mẹ sẽ giúp cho con nấu ăn, còn con giúp cho mẹ chơi game ha. Được không? Mẹ nói con không hiểu gì hết á. Thôi cứ vậy đi. Nè, khoan, từ. Gì nữa? Nè, mẹ biết rồi nha. Con thích con nhỏ chút nào đó, đúng không? Mẹ thấy con nhỏ đó cũng được á. Yên tâm đi, để mẹ cô dùng cho ha. Nè, bé mẹ thiệt tình luôn á. Chiến thôi, thiệt tình. Tự nhiên bày ra mấy chuyện gì đâu không, làm cổng chết luôn. Dạ, anh chào cô. Hey. Nè, con xin phép ai chưa mà tự tiện mở tôi lại ra uống nước nhà người khác vậy hả? À, dạ, con xin lỗi cô, tại con khát quá. À, dạ, thôi con xin phép con lên phòng việc trước nha. Khoan đã, lùi lại đây. Dạ. À, cô nghe nói là con hay lấy mấy cây xúc xích ở trong tủ lạnh nhà cô để ăn phải không? Đặc biệt là mấy cây xúc xích xông khói của cô. Ngon lắm phải không? Thằng Việt nhà cô nó nói là hết rồi. Giờ tính sao đây con? Dạ, vậy giờ tính sao con? Đơn giản thôi. Cho con bóp mông cái trường. Dạ. Bóp mông. Dạ thôi, không ấy mình đổi cái khác được không cô? Cái này nó hơi kỳ. Thôi, đơn giản, lùi lại đây. Đưa cái mông ra bớt một cái trừ hết mấy cây xúc xích trong tủ lạnh nhé. Quay lại, lẹ lên. Lẹ lên. Dạ. Trời ơi, dạ, bớt bên nào cô? Hai bên. Chua cái mông ra. Dạ đây. Con dâu, con làm cái gì vậy? Dạ, con không có biết cái gì đâu nha. Trời ơi, con giờ này không có lo nấu nướng mà con làm cái chuyện tào lao gì vậy? Giỡn thôi mà. Mẹ chân bông xong rồi mà con cũng chưa nấu cơm nữa. Nấu cơm đi. Dạ.
Gạo đâu mẹ? Hả? Cái gì? Ôi, mẹ tin nãy giờ nói thiệt hả? Công nhận nha, mẹ dễ tin ghê nơi luôn á. Đương nhiên là biết gạo nằm đâu rồi. Ở đây nè. Đây nè. Đây nè. Bữa nay á, con này nó làm sao vậy không biết. Cảm ơn rất nhiều vì đã khen bộ đồ của tôi. Trời ơi, mặc cái gì kỳ dị vậy ba? Trời đất ơi, quê mùa kìa, không biết hả? Đây là bộ trang phục thần bò, mang phong cách năng động, đó thấy không? Hoạt bát, và tinh thần là lễ hội. Đó, đó. Lột, à, lễ hội chưa? Đó, chơi game mặc trang phục mới máu hiểu không? Mới thắng game hiểu không? Không cần nói nhiều nữa, vô game! Alo alo, mấy bạn vào chưa? Bên mình vào rồi nha. Từ từ đi mấy ba, làm cái gì mà cứ sồn sồn nãy giờ vậy? Trời, hôm nay gáy tụi tao luôn, ghen ta. Xíu tao bắn cho mớm mỏ luôn nè. Chuẩn bị đội quần nha. Ê, nói vậy chứ, đừng có đội cái quần lên đầu nha. Cái quần là để mặc, đội lên nhiều vi khuẩn không tốt đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Đây là mời thầy giáo sinh học vào đây chơi gì trời? Trời đất ơi, ông nói gì vậy? Tự nhiên nói tào lao quá à, phải khích tụi nó chứ. Đúng rồi, phải khích. Ủa, là phải khích nó hả? Ừ. Các cậu đúng là loài vượn cổ, người toàn lông, cái đồ cản trở sự phát triển của loài người. Trời ơi, mắc cười muốn xỉu. Nói tiếng người bạn ơi, mình không có hiểu á. Trời ơi, thôi mà đừng có nói càng nhục ấy. Thôi, vô trận đi, nói nhiều quá à. Nhất định mấy người sẽ quỳ xuống xin tha mạng cho tôi coi. Còn bây giờ vô, đánh tụi nó đi. Dạ. Trời đất ơi. Ê, tớ đi vệ sinh một xíu nhá. Một lát thôi, vừa đi vừa chơi được mà. Một lát thôi, ha. Thôi, kể đi. Vô. Wow, bữa nay con sáng tạo nhiều kiểu dáng lạ quá ha. Trời ơi, sao bữa nay con đau bụng quá. Con đi vệ sinh lát nha mẹ. Con đi đi. Diệt. Dạ. Dì Diệt ơi, vô phụ nội đi con. Nó mà làm được cái gì? Giỏi, hú hồn chị bảy. Tưởng đâu mà bay chỉ biết chơi game thôi chứ. Con mà nội. Giỏi, làm đi. Rồi đi cho bố mình xử một rồi. Hết cho. Hú, la. Hú. Chết rồi chưa? Sao tôi nghe giọng của mẹ ông Hoài Việt văng vẳng quanh đây ta? Ủa? Kệ đi. Chiến thần Hoài Việt quay trở lại rồi. Ồ. Hay quá Việt ơi. Trời. Hay ê, đúp double kill, double kill. Hay quá hả? Bà nghĩ thử coi trong nhà vệ sinh nó có gì mà linh nghiệm vậy? Vô cái thắng quyền luôn kìa. Thôi. Ông nghĩ trong kia có gì? Thôi mình bỏ qua cái này đi. Thôi chơi tiếp nha. Ơi, nữa kìa. Ghê vậy? Hết liên tục kìa. Băng. Ô, thằng Hoài Việt thắng rồi. Yes. Yes. Tại bên tao mất mạng thôi, chứ bọn mày chơi cũng gà thế bà. Ủa? Nãy giờ mạng mạnh mà. Mày im đi, tụi nó nghe bây giờ. Đổi chỗ đi, xui quá. Trời. Đâu phòng nào, đâu phòng nào. Rồi, an toàn cho mọi người. Rồi ok, rồi bà trận luôn nha. Vô. Ủa?
mọi người xong rồi hả? Xong hết rồi. Trùng hợp ghê ta. Thôi vô chơi với mấy đứa bạn đi, ở đây mẹ làm tiếp được rồi. Dạ, con chào nội, con chào mẹ. Thôi con cũng vô bóp gỏi gà đi, gà nguội rồi đó. Mẹ, con đố mẹ, trong gỏi gà có những nguyên liệu gì? Con thôi cái trò đó đi. Gỏi gà có cạo bách thảo không ta? Thôi mẹ để con. Ice. Ê, tôi đi vệ sinh một xíu nhá. Vừa đi vừa chơi vẫn được mà, đợi một xíu nhá. Sự chơi xuất thần của hôm nay, tôi quyết định ngày mai sẽ lì xì mọi người 500 cành, được không? Ồ, thiệt hả? Được không, được không? Thiệt hả? 500 nghìn luôn? Thiệt mà. Ôi, được mày hết luôn á. Anh niềm tốt. À, hay là bây giờ như vậy đi. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi. Tôi biết một chỗ này phong cảnh đẹp lắm. Chúng mình đi chơi đi. Tới đó tha hồ, chụp ảnh, check in, sống ảo luôn. Hảo ý kiến. Mai tao rảnh, 8 giờ tao qua. Mai, mày bận. Mai mày chắc chắn là mày bận. Mai tao rảnh, chắc chắn tao rảnh. Tao đang cua con nhỏ Trúc Đào. Mày giúp tao mày né qua bên đi được không? Phải có thành ý chứ, mày đưa tao nốt 500 cành của mày đi. Năm. Ok nhá chị. Hứa. Hứa. Đào ơi, mai tao bận rồi. Mai tao đi Vũng Tàu đi thăm bà con á. Nên thôi hai bay đi chơi đi. Có gì chụp hình về, check in cho tao coi. Bận rồi. Bận rồi. Bận nhanh ta. À thôi không sao, ok ok. Được được được. Đào ơi, mai mai tôi rảnh á, có gì tôi qua nhà tôi đón bà đi chơi ha. Trời, ga lăng dữ ta. Thôi không sao, mà tôi nói trước nha, ba má tôi không lì xì trong nữa. Không sao đâu, mọi thứ ok mà. Thôi mai sang năm gặp lại. Ừ. Nhớ 500 cầm nha. Nhớ. Về nha. Nè, tụi nó về hết rồi nè. Nội đâu con? Nội làm xong lên phòng nghỉ ngơi rồi. Nội nói á, vịt kho măng này là của mẹ, kêu mẹ làm đó. Rồi con làm tới đâu rồi? Thì đang chà gừng nè. Nội nói á, phải lấy gừng chà nó, cho nó được bớt tanh. Mà nãy giờ chà hoài có khác gì đâu. Trời ơi, con làm thế này đến bao giờ mới được? Đây, để mẹ chỉ cho. Muốn làm món này á, con phải thái gừng ra, sau đó đập dập nó, rồi chặt thịt vịt ra, trộn hai thứ lại với nhau. Còn nếu con muốn khử cái mùi hôi của vịt á, con chỉ cần đổ một chút rượu rô là tất cả mùi hôi của vịt sẽ được giải quyết ngay. Trời ơi, sao mà rắc rối dữ vậy? Tự nhiên bắt con xuống bếp, xỉu ngang luôn vậy đó. Ủa? Sao năm nào mẹ cũng làm mấy món vịt kho măng này hoài vậy? Con quên rồi hả? Hồi bé, năm nào đến Tết, con cũng nằng nặc đòi mẹ phải nấu cái món này cho con ăn. Rồi cứ mỗi lần mẹ nấu xong,
mẹ lại phải chừa cho con một phần để con ăn trước. Rồi có một bữa khi mà con đang ăn á, nội chợt bước vô, con giật mình, nuốt luôn một miếng rất lớn vô họng, và sau đó con mắc nghẹn. Rồi cái cả năm đó hả, nguyên gia đình mình vô bệnh viện á, rồi ăn Tết luôn. Mà không nhớ hả, mẹ ôm con rồi mẹ khóc quá trời quá đất luôn à. Phải rồi, lần đó mẹ nghĩ con không qua khỏi. Mặt mày con tím tái hết lại, giọng nói thì nghẹn đi. Mà từ đó đến giờ cũng hơn 10 năm rồi, mà cũng đã lâu rồi con không còn quấn quýt mẹ như ngày xưa nữa, đúng không? Mẹ à, con... Thôi, không sao, mẹ hiểu mà. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên thôi, đúng không? Không, tại sao con lại nghĩ mình như vậy? Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có một tác dụng riêng của mình. Như con cũng vậy thôi, con cũng là một thủ lĩnh của quân đoàn Free Fire. Còn gì nữa? Vì em sao so sánh được hả mẹ? Sao lại không so sánh được? Như mẹ đây này, hôm nay mẹ cũng thử chơi đó, nhưng mẹ đâu có làm tốt bằng con. Cái lần con bị mắc nghẹn, cái giây phút mẹ tưởng như mẹ đã mất con rồi á, mẹ mới chợt nhận ra một điều, rằng cuộc sống của con, nụ cười, niềm vui, tất cả mọi thứ thuộc về con, nó đã quá đủ với mẹ rồi. Mẹ nói thiệt chứ? Thiệt mà. Ôi, con trai ngốc của tôi. Vậy đó là lý do khiến cho con mấy bữa nay xa cách mẹ đó hả? Thôi, bây giờ á, để cho mẹ làm nốt cái món canh này, rồi một lát nữa mang lên thắp hương cho ông. Mà con nhớ nè, tí nữa thắp hương cho ông á, nhớ khấn vái đầy đủ, để ông giúp cho mẹ con mình được trở lại bình thường, nghe chưa? Mà mẹ còn có một món quà rất đặc biệt dành cho con đó. Món quà gì nữa? Ngày mai mẹ đã hẹn được con bé Trúc Đào đi chơi rồi, mà đặc biệt chỉ có hai đứa thôi nha. Mẹ này kỳ thiệt luôn á. Đã nghiện lại còn ngại nữa. Giờ ơi, anh về rồi nè. Ha, may quá con về kịp giờ cúng. Con lên cúng luôn đi. Dạ vâng ạ. Trời, đi công tác xa á, nhớ em quá chừng luôn á. Giữa nhà nhớ gì, lo thắp nhang đi kìa. À, dạ cũng lên thắp nhang ạ. Trở lại bình thường luôn em ấy. Đúng rồi. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn rồi.
Vậy là sao? Vậy là sao? Yeah! Gia đình là một món quà. Đôi khi ba mẹ không hiểu bạn, nhưng không có nghĩa là họ không thương bạn. Hãy thử một ngày hoán đổi với ba mẹ, bạn sẽ hiểu được gánh nặng lo toan cuộc sống. Hãy bày tỏ tình yêu thương khi còn có thể. Ngay chuỗi sự kiện Tết, nhận ngay trang phục thần bao vĩnh viễn và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cùng Tết Free Fire. Quẩy cực thơ.